Hồi ức anh lính tình nguyện Lê Hoàng Phước. Tác giả Lê Hoàng Phước. Giọng đọc Hải Yến. Bắt dế ở chiến trường. Thấy các hình mấy gói thuốc ngon như thế đấy, nhưng không có được thường xuyên lắm đâu nhá. Vào lúc đó, đối với anh em tụi mình nơi chiến trường thì các loại như Samit, Captan là loại hàng sang đấy. Đúng không các đồng đội? Nhu yếu phẩm chỉ là hoa mai, Đà Lạt. Lâu lâu các anh đi phép về Bắc vào thì có thêm vài lạng trà Bắc, nắm thuốc Lào Lạng Sơn, gói Sapa hoặc sông Cầu, Điện Biên là hoành tráng rồi. Còn lúc nào có xe ra ngoài thì gửi anh em mua dùm vài gói Apsara hay vài lạng cô táp rời màu vàng cuốn hút là cực kỳ thơm luôn. Nhưng chỉ là mùa nắng xe đi lại dễ dàng thôi, hoặc có đoàn vận tải H13 hay đoàn xe châu H14 của dân đi ngang mới xin được thuốc hút. Chứ vào mùa mưa, đường lầy lội cả mấy tháng trời cũng chẳng có chiếc xe nào đi qua lại. Anh em đành đi tìm bắt dế nhũi về hút là chuyện thường ngày. Kể cả sĩ quan cũng vậy, chứ đừng nói đến lính lác. Lúc đầu thì bắt dế trong nhà, dưới gầm giường. Hết rồi, đến mấy gốc cây, nơi thường hay quét rác hay đổ xác trà vào đó. Thằng này vừa bươi rác ra kiếm dế vừa quay vào thì lại nhìn thấy thằng khác đến bươi tìm dế. Các đồng đội mắc cỡ, sợ anh em nhìn thấy chọc quê nên giả bộ cầm cái cây kều kều đống rác như đang tìm món gì đó. Nhưng cặp mắt thì cứ liếc xung quanh xem có ai nhìn mình không. Đâu biết thằng nào cũng như thế. Đúng là đến bây giờ Phước nghĩ, hồi đó mưa nhiều xe không vào tuyến được, anh em thèm thuốc hút đi tìm tàn thuốc đã vứt đi, giống như vạch cỏ tìm bắt dế để đá nhau với chúng bạn cùng xóm thời còn bé. Dế ở gầm giường trong nhà bắt là hút được ngay, còn dế ở ngoài đống rác gốc cây bị mưa nên đa phần ẩm mốc, lượm về xé ra gom lại vò trong nước cho trôi hết mốc, phơi khô là hút tạm được, nhưng phải canh kỹ lưỡng. Có một hôm nọ, mấy thằng bắt được mấy con dế bị mốc xanh vì lượm được ít quá nên bàn hùn lại chung với nhau đem vò nước, xong phơi trên cái bìa giấy để trên ghế. Nhìn thấy có tí thuốc quấn không được một điếu để hút chung nên bảo nhau, thôi để khô rồi chia cho mỗi thằng một tí, nhét vào cái ống thuốc Lào cũng kéo được một ngao. Đến lúc thuốc gần khô, bỗng một cơn gió đến thổi bay miếng giấy xuống đất, hất thuốc bay tứ tung. Thế là xong. Cãi nhau ỏm tỏi, đổ thừa nhau, tại mày phơi mà không chẳng đè nên mới thế. Thằng thì bảo, lúc tao phơi không thấy gió. Thế là nhịn thèm cả đám. Đang lúc vã độ thì thằng Công, biệt danh là Công Cướp Biển, tính nó rất lanh chanh, bước tới, xòe bàn tay ra, nói, tao có cái này cho anh em hút, cái này ngon lắm, không cần cãi nhau nữa. Nhìn trong lòng bàn tay của nó là một nắm bã trà đã phơi khô. Nó nói, cái này bỏ vào ti ống thuốc Lào kéo thì phê, mà thơm hơn dế nhũi luôn. Tao hút hoài, đã lắm. Anh em nghe nói vậy, mấy thằng nhìn nó còn nửa ngờ nửa tin. Vì nó có cái tính là cứ nghĩ ra việc gì đó hay lừa anh em làm trước để cho nó thí nghiệm. Thì nó tiếp lời luôn, thôi vào nhà đi, tao kéo một phát trước cho tụi mày xem. Bước vào nhà, nó cầm ngay cái ống điếu cày dựng dưới chân bàn ngồi ăn cơm. Nó lấy nhúm nhỏ xác trà vo nhuyễn nhét cứng vào đầu ti, xong bật quẹt đốt cây que tre châm vào kéo. Rẹt! Tiếng kêu vừa dứt, nó ngước đầu lên nóc lán trại, hai mắt khép lim dim, há miệng nhả khói. Nhưng khói đâu chưa thấy thì đã thấy máu từ hai lỗ mũi của nó, hai dòng đỏ tươi chảy xuống.
đám anh em ôm bụng lăn ra cười, có thằng cười ra cả nước mắt, có thằng thì ngồi lết cả xuống đất, cười vẫn chưa đã. Đúng là một kỷ niệm khó quên của thời lính trẻ. Xong cái Tết khoảng tháng 2 dương lịch, cái nắng và gió thổi nóng như lửa đốt trên mảnh đất Campuchia. Các con suối, ao hồ gần doanh trại khô trơ cả đáy, lòi lớp bùn mặt nứt nẻ hở cong lên từng mảnh đủ các loại hình dáng. Cỏ chết, vàng khô, dưới đám rừng, cây khộp và cây dầu cũng ngả màu hơi đỏ và rụng lá nằm trên cỏ khô, làm trơ trọi các nhánh cong queo đưa lên trời, trông như những bộ phim tài liệu chiến tranh mà Mỹ đã giải chất độc dioxin vào Việt Nam những năm 60-70 của thời chiến tranh chống Mỹ. Sáng sớm, đi băng qua đám rừng đầy lá rụng, còn mềm vì được thấm xương suốt đêm thì còn êm chân, đêm thì cũng còn êm chân. Còn đến khi trưa nắng, chân của mấy thằng đi đạp lên, nó kêu rộp rộp, vỡ nát vụn như dẫm lên bánh tráng đa nướng giòn. Cái không khí khô khan, không có tí hơi nước, mồ hôi mặn chảy đầm đìa thấm ướt cả áo, rất nhanh bị bạc màu, mục rách. Cái vải quần áo thời đó đơn vị cấp phát cho bọn mình mặc, không biết làm bằng chất liệu gì, thật tệ. Cứ mặc đi càn chốt vài lần, về giặt là nó đổi từ màu xanh sang màu vàng. Quần thì vải dệt thô như bao cát, lúc chui rừng bị cây cối gai móc, bị rách không có kim chỉ, lấy dây hữu tuyến tước ruột ra, lựa lấy sợi dây đồng mềm khâu túm lại. Còn có khi đi về đơn vị, có đám cây cao su già bỏ hoang thì lấy nhựa dán chỗ rách lại như vá xe đạp, cũng tạm được, nhưng mặc vào hơi cồm cộm ngưa ngứa. Nóng nực quá, cởi áo ra, cột hai tay áo vòng quanh vào lưng quần, ở trần, cứ thế mà đi cho mát. Cái vạt áo lòng thòng đu đưa sau đít. Lát sau, áo khô lại có thêm lớp muối trắng mịn đóng sau lưng và hai ống tay áo. Nắng mà mình cứ nghĩ rằng chỉ một tàn thuốc hút quăng xuống thôi thì cả cánh rừng trong chớp mắt sẽ biến thành biển lửa. Bỗng mình nhớ một nhạc sĩ Khánh Bằng của chế độ cũ đã sáng tác bài hát "Giờ này anh ở đâu", có đoạn viết: "Giờ này anh ở đâu, quang trung nắng cháy ra người. Giờ này anh ở đâu, đồng đế nắng mưa dãi dầu." Phước không biết nắng của quang trung ra sao, mưa của đồng đế thế nào. Chứ ở Campuchia thì đang nắng nóng rồi bất chợt mưa dầm đổ xuống trên đầu với bọn lính mình thì thật là khủng khiếp. Bỗng có luồng gió lạnh, trời tối sầm, cơn mưa đầu mùa sao lớn thế. Mấy trận mưa rừng đầu mùa thật lớn, đổ xuống như chút nước, những triền rừng nghiêng, nước lùa lá cây trôi thành từng rãnh từ cao xuống thấp. Bỗng trời đột ngột đứt hẳn cơn mưa, nước cũng từ từ ngưng chảy. Có tiếng động sột soạt dưới lá cây, mấy thằng ngồi xuống nhìn kỹ, lại mờ mờ trong bóng rừng âm u. Trời, cá! Cá ở đâu mà quá trời luôn! Cá rô, cá lóc đang vẫy lách trườn trên đám lá ướt. Chắc là nước mưa chảy xuống, cá lội ngược dòng để đi đâu đó, thì trời tạnh mưa hết nước nên kẹt lại giữa đường. Cứ nghe sột soạt ở chỗ nào, nhìn kỹ là có một con cá rô to cỡ bốn ngón tay, hoặc một con cá lóc. Hai bàn tay mỗi đứa thì chỉ cầm được hai con. Suy nghĩ, tìm cái để đựng cá không có, đành cởi quần dài ra, cột hai ống phía dưới lại. Cứ thế là bắt cá bỏ vào, cho đến khi hai ống quần căng phồng đầy cá thì rút túm thắt lưng lại, lấy cây sọt ngang đáy quần, mỗi thằng một đầu khiêng về. Ra khỏi bìa rừng, nhìn thấy có cây bứa, lựa thấy nhánh nào có lá xanh non, tiện tay bẻ luôn, vác cả trà nhánh cây về doanh trại. Nhìn chung quanh hai cái ống quần dính toàn bột nhớt cá chảy lòng thòng từng sợi xuống đất, mùi tanh òm. Chút cá ra đất, mấy anh em ở các a khác biết được, cũng xách chậu bới cơm đến ké chia mỗi thằng một mớ về tự làm thịt ăn. Thằng nào muốn nấu canh chua thì bứt thêm nắm lá bứa. Vì đầu mùa
nên cá rô không được mập tròn mà người nó hơi ốm dài, cái đầu to nhưng được cái mổ bụng ra, con nào cũng đầy căng trứng vàng khè. Đang mưa lớn, luồn lội rừng, ai đội cái nón cối thì còn đỡ, còn thằng đội cái mũ tai bèo thì phải xếp một nửa vành nón phía trước cụp vào trong đầu, khỏi bị sụp xuống mặt, để còn nhìn thấy lối đi, đầy cảnh giác trong bóng lờ mờ âm u của rừng. Ra đến chảng trống, trời sáng hẳn, nhìn nhau thấy cái mặt thằng nào đội mũ tai bèo bẻ cong móp vành nón trước lót vào đầu phía trong thì trống trơn, còn phía sau đầu thì cái vành nón sụp che cái ót cổ, trông y như cái vẻ mũ sắt của lính mang gươm giáo thời Trung Cổ, thật buồn cười. Hôm nào mưa phùn, trời âm u vài ngày thì ôi thôi, về đến doanh trại, cởi đôi giày ra, mùi bốc lên thối như cóc chết, hai bàn chân thì tím tái nhợt như người chết đuối. Một lát sau, da khô trở lại thì hồng hào đẹp như gái 18. Tắm giặt phơi quần áo xong, được bữa cá tươi nấu canh chua với lá bứa, anh em ăn cơm ngon căng cả bụng, sung sướng cả thể chất và tinh thần. Cơm xong, thằng thì ngồi uống nước hút thuốc, vừa chu miệng huýt sáo, bài hát này lộn qua bài hát kia. Thằng thì nằm cong chân, dướn gân cổ, lấy hơi hát mấy câu ca vọng cổ. Không khí đầm ấm trong lán trại, một ngày bình yên trôi qua của anh em. Đi đông về đủ, không xảy ra chuyện. Trời sụp tối, anh em phân công ra gác. Phước hôm đó gác ca cuối, khoảng 2 giờ sáng giật mình vì ngoài giao thông hào phía sau A trinh sát có tiếng súng, lựu đạn nổ ì ùng. Máng cái áo đạn vào người, vơ vội cây AK, chạy ra vừa phóng xuống hào. Chân mình đạp ngay mép cái chậu nước mà anh em để đựng hứng nước tiểu trong A để dành tưới mấy luống rau muống. Nước tiểu đựng mấy ngày ngoài trời nắng, nó hất vào người, ướt từ đầu đến chân. Cả cái áo chấn thủ mùi khai ngáy. Anh em đứng kế bên không tài nào chịu nổi. Mình còn đang loay hoay, cầm cái chậu vứt lên khỏi hào. Phía hai bên mấy khẩu ARBD, AK vẫn tầm tầm bắn. Thì phía sau có tiếng quát. Chúng mày bắn bừa bãi cái gì thế hả? Tiếng súng ngưng hẳn. Anh Lập, tiểu đoàn trưởng, tay cầm khẩu K-54, đứng trên hào nhìn xuống quát lớn. Thì anh Vĩnh và anh Linh, lính 81 quê Bến Tre, lên tiếng. Tụi em thấy Pốt nó bò vào mấy thằng nên nổ súng. Nó bắn trả lại rồi bỏ chạy nên tụi em bắn theo. Chúng mày láo với tao hả? Từ lúc đầu tao nghe thấy toàn tiếng đạn của bọn mày bắn thôi. Có tiếng đạn nào bắn vào đâu. Nói xong anh Lập quay đầu đi vào. Còn mấy thằng bắn ì đùng lúc nãy leo lên khỏi hào, chụm đầu vào nhau xì sầm cười. Phước, người toàn mùi nước tiểu, cởi đem ra giếng múc nước để tắm giặt, lò mò trong trời tối, lại dẫm phải lên cái lưỡi cuốc đất của thằng nào để dựng nghiêng ngay gốc cây, làm cho cái cán cuốc bật lại, đập trúng mặt mình, cái bốp. Ôm mặt ngồi xuống đất, thấy toàn đom đóm bay quanh. Sờ tay, thấy u một cục to ngay gò má dưới mi mắt. Đúng là đêm xui xẻo, phải mượn quần đùi của tụi nó mặc, rồi lấy tấm đắp quấn quanh người cho đỡ lạnh. Chờ quần áo khô, chứ cả hai bộ đều còn ướt nhèm nhẹp. Sáng ra, anh em nhìn mặt mình có cái cục u tím bầm còn trêu chọc. Bọn nó còn bảo, tại hôm qua mày ra đường gặp cá, nên tối qua gặp xui xẻo đấy. Mày có biết cái câu chim sa cá lụy không? Thế đấy, nó cũng tham gia ăn cá của mình bắt hôm qua, mà bây giờ còn lên lớp mê tín dị đoan. Các ông lính cũ ở đơn vị Phước cũng mê tín lắm nha. Hôm trước, lúc mới về đơn vị được vài tháng, hôm đi chốt về, mình lấy súng tháo ra, chùi xong lắp lại. Đến khi lau sạch phía ngoài phần nòng súng, mình đâu biết gì nên đưa miệng ngang vào nòng súng thổi cho nó phát ra tiếng kêu tu tu tu. Thì hai anh lính cũ nhìn thấy quát cho một trận tơi bời luôn. Còn nói đến mùa nắng, thời gian vừa hết Tết tháng 2 tháng 3 thì khổ nhất là tìm nước sinh hoạt, ăn uống. Cái giếng đào tạm ở trong doanh trại cho nuôi quân nấu cơm cũng cạn nước. Anh em leo xuống đáy nạo, vét đi vét lại liên tục, nhưng chỉ múc vài gầu lên là nước cặn đục ngầu,
toàn bùn đất. Chỉ riêng cái thiếu nước thôi mà Mìn Pốt đã hạ gục bao đồng đội mình nơi chiến trường ca này. Gian khổ cùng có nhau, một chút sung sướng cũng chia cho nhau, thương nhau thế đấy. Nhưng rồi cũng rất buồn, có những đồng đội không kìm hãm được sở thích cá nhân của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho đồng đội, cho đơn vị. Một buổi trưa, nắng nóng rát như tháng 2, tháng 3 này, anh em A Thông Tin về vừa ăn cơm xong, ngồi trên tấm phản làm bằng các bìa gỗ ghép lại, chuẩn bị ngã lưng để nghỉ ngơi, chiều đi tuyến tiếp, thì thằng Chánh, lính 81 Bến Tre, đã trốn ra phum một mình uống rượu, từ lúc nào say mềm, đi lảo đảo về doanh trại, ghé vào A Thông Tin, nói năng lè nhè, lớn tiếng anh em đã mệt không nghỉ ngơi được, nên khuyên nó về C9 của nó, cách đó khoảng 100 mét để nghỉ ngơi. Nhưng nó không về, đi vào phòng máy, làm bể cái đồng hồ để bàn của anh em để xem giờ lên máy. Phía trong mặt kính đồng hồ có hình con gà, mỗi lần cây kim gió nhích quay là con gà nó gật đầu mổ mổ. Anh em bực mình đẩy nó ra sân. Mày say rồi, về đi, trốn nhậu say mềm về còn lảm nhảm. Ông Mìn biết được thì chết đấy. Ông Mìn là dê phó. Thì nó mới chịu lảo đảo đi về. Mình vừa ngã lưng được một tí, chừng 15 phút, ở lán cạnh bên, khoảng 30 mét, giật mình, nghe tiếng súng nổ, băm, 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 từng tiếng một của đạn AK. Ngóc đầu dậy, mình nhìn ra sân giữa trời nắng, thấy thằng Chánh, nó chĩa súng vào A Thông Tin, nã đạn từng phát một. Băm, băm, miệng thì la lớn. Đờ mờ, tụi mày nói tao say hả? Bây giờ tụi bay coi tao có say không nhá? Rồi đưa súng lên trời, lại bầm bầm thêm 2-3 phát nữa. Đến khi anh Chiến và anh Mai Xuân Mìn, dê phó, ra nhìn thấy nó la to. Ơ, thằng Chánh, mày làm cái trò gì đấy? Nó nghe tiếng quát thì quay súng lại, chĩa vào hai ông dê phó, nhưng không bóp cò mà thụt lùi lại, rồi xách súng băng rừng đi về hướng phum. Phước cùng anh em chạy vào lán A Thông Tin thì thấy thằng Tấn, lính 81, bị đạn bắn xuyên bể đầu gối, còn một viên thì xuyên bắp tay trái vào phía trong, nhưng ở phần mềm chỉ lệch vô 10 cm thôi là viên đạn găm ngay vào ngực Tấn rồi. Còn mấy vết đạn nữa thì xuyên chỗ tấm phản cây găm xuống đất. Nhưng cũng còn may mắn là trưa hôm đó không có thằng nằm vì ở lại ngoài tuyến. Nếu ở nhà đầy đủ, nằm trên phản ngủ trưa hôm đó thì còn có thằng ra quân sớm trước thời hạn. Sau khi thằng Chánh chạy ra hướng phum thì thủ trưởng đơn vị cử anh em ra phum bắt nó về. Khi thấy anh em vừa kêu thì nó bắn trả lại rồi chạy tới chui nấp ở dưới cái gầm bánh xích xe ủi đất đang đậu trước phum. Cứ mỗi lần anh em gọi khuyên nó ra thì nó bắn trả lại loạt đạn. Anh em phải ngã nấp vào mấy gốc cây thốt nốt và gốc cây dừa trước phum. Đến chiều tối thì có lệnh bắn diệt nó luôn vì sợ nó bắn vào phum Oppo làm chết dân. Anh em từ trưa đến giờ bắn hạ nó rất dễ vì đã bao vây chung quanh chỗ nó nấp. Nhưng toàn là đồng đội, anh em không nỡ. Khi trời vừa sụp tối thì nó bò ra, anh em lại kêu lần nữa. Thì lại hứng thêm mấy loạt đạn của nó bắn trả. Nó chạy băng vào rừng phía bên kia đường. Anh em hơn chục khẩu AK đưa súng lên, ngắm vào người nó. Cũng không nỡ xiết cò, nã đạn vào đồng đội mình. Nên để cho nó chạy vào rừng mất. Cho đến hôm nay, đã mấy mươi năm, không biết nó còn sống hay chết, có thoát về được đến nhà hay không. Mình có hỏi thăm các đồng đội cùng quê với nó ở Bến Tre. Vẫn không ai biết tin tức về nó. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.